Thế thì xin chào toàn thể quý anh chị nha. Chào mừng toàn thể quý anh chị quay trở lại kênh YouTube Thiên Định TV. Và hiện tại đây thì Thiên Định đang có mặt ngay tại lối vào dự án Vinhome Ocean Park Gia Lâm. Hôm nay là ngày cuối tuần, ngày Chủ nhật, ngày 14 tháng 8 năm 2022. Thì hôm nay thời tiết khá là đẹp. Buổi sáng nay thì trời nắng, chiều thì là đang có tình trạng là có mây. Nhưng mà với cái thời tiết này thì cũng chưa mưa được. Và cái thời tiết này cũng rất là mát, để thuận lợi cho các cô, các chú, anh chị chúng ta xuống dự án Vinhome Ocean Park của chúng ta tham quan cũng như vui chơi. Hiện tại thì trong cái tuần lễ này thì vẫn là cái tuần lễ mà chủ đầu tư đang tổ chức tri ân theo cái sự kiện Summer Dream hay của chủ đầu tư. Bên phải chúng ta là vào cổng, lối cổng chính của trường đại học Vinuni này. Nhưng mà cổng này thì hầu như là không, trước giờ thì là chỉ có khi nào chủ đầu tư tổ chức sự kiện hoặc là trường học tổ chức sự kiện thì mới vào lối này thôi. Đây còn bên phải chúng ta là Thiên Định thấy nhìn biết là đang chuẩn bị làm chạm sạc xe điện nha. Hiện tại thì hầu như các cái vị trí mà chủ đầu tư, Thiên Định thấy được là chủ đầu tư sử dụng rất nhiều các vị trí để xây lên các cái trạm sạc xe điện, rất nhiều các cái trạm sạc được mọc lên tại các cái dự án. Nói chung là để phục vụ cho cái lượng xe điện sắp tới sẽ được bán ra thị trường, đúng không ạ? Phục vụ cho cái việc sạc pin. Thực ra Thiên Định cũng đánh giá là xe điện là một trong những cái phương tiện mà nó, thứ nhất là nó giảm khí thải môi trường, đúng không ạ? Chi phí cũng có thể là thấp hơn so với xe xăng, nhưng mà về cái độ kiểu như là tiện và sử dụng nó cơ động thì chắc chắn sẽ không bằng xe xăng được. Đây là trường cổng trường đại học Vinuni cho cô anh chị cũng là nào chưa biết này. Cổng trường rất là lớn và đây là cổng chính nhá. Hiện tại thì tất cả các học sinh đều đi học của chúng ta đều bằng cổng phụ là phía đường San Hô 6. Ở trục đường 30m tại phân khu San Hô. Còn cái cổng này là cổng hầu như là đa số là được đóng lại và mọi người thường hay check in cái cổng này, bởi vì nó bị nó có cái hình dáng rất là đẹp và kích thước rất là lớn. Chúng ta vào cổng là chúng ta thấy được là cái trường đại học nó mang tầm đẳng cấp quốc tế luôn, đúng không ạ? G63 của chị này, phía trước chúng ta còn G63 này. Còn nhìn đây là tòa nhà Technopark, tòa nhà 45 tầng. Tòa nhà này trước đây là tòa nhà VinFast, thực ra là phục vụ chính cho văn phòng, các cái trụ sở công ty. Hiện tại chủ đầu tư vẫn đang cho thuê. Nếu như chúng ta mà muốn đặt văn phòng thì chúng ta có thể là thuê những cái kiểu như những cái căn hộ ở trên các cái kiểu như là cho các cái tầng trên tòa. Của tòa này thì Thiên Định chia sẻ luôn là được xem là những cái tòa nhà thông minh nhất thế giới đấy chị ạ, tại vì nó có hệ thống đèn led chiếu sáng cực kỳ hiện đại, đúng không ạ? Hầu như là buổi tối thì từ khi chủ đầu tư kiểu như là khánh thành ấy thì tối nào cũng có hệ thống đèn led chiếu sáng rất là đẹp luôn, đúng không ạ? Chạy hiện tại thì đang chạy cái dòng chữ là Zeon Prime, Vinhome Ocean Park 2 Zeon Prime. Đấy, buổi tối thì rất là sáng, rất là đẹp. Và cái tòa nhà này buổi tối nó mới lung linh, ban ngày thì trông nó bình thường. Hầu như là thiết kế bên ngoài, mặt ngoài thì đều là bằng, hầu như tất cả 100% đều bằng hệ kính hết, đúng không ạ? Chính vì vậy mà hệ led của tòa nhà rất là đẹp và rất là thông minh luôn chị ạ. Đây, ở đây là khu cao tầng nha, Sapphire 2. Đầu tiên thì bên phía trước đây là khu Sapphire 2, sau đấy là Sapphire 1. Bên trái của chúng ta là những cái vườn nướng BBQ cũng như là khu tập gym có hồ san hô nha. Ở bên Vinhome Ocean Park thì có hai hồ. Hồ san hô thì nó chạy dọc theo cái đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Còn hồ Ngọc Trai thì là hồ trung tâm 24,5 ha, nằm ở giáp với các cái phân khu thấp tầng bên trong.
hôm nay chủ nhật cho nên là cái lượng cư dân đi lại cũng như là xe cộ trên đường thì rất là tấp nập. Thực ra bây giờ xe ô tô ấy đậu trên đường tại các cái khoảng trống, các cái khu vực đậu xe thì hầu như là kín mít hết. Đấy, cái lượng đi lại nó nhiều, và đặc biệt là cái tình trạng hiện tại thì đậu xe đang quá tải tại các khu cao tầng, cho nên là mọi người cứ hễ mà trống chỗ nào là mọi người là điền vào chỗ trống chỗ đấy luôn. Cho nên là những cái slot đậu xe là hầu như lúc nào cũng full hết. Đấy, còn có người chăm chăm cũng chỉ đi dình để đậu xe thôi. Tại vì thực ra là chúng ta mà nói chung là cái việc mà bị quá tải chỗ đậu xe thì Thiên Đình trước đấy thì mình đã thấy rồi, và Thiên Đình nghĩ là càng ngày cư dân càng về thì cái vấn nạn nó sẽ càng ấy hơn, càng hơn, đúng không ạ? Chắc chắn là chủ đầu tư cũng sẽ có phương án giải quyết là xây thêm nhà để xe 5 tầng. Đấy, còn bên trước mặt của chúng ta thì chủ đầu tư vừa mới xây và khánh thành trường này, trường liên cấp nhá, Vinschool. Thiên Định sẽ đi lượn một vòng khu cao tầng, sau đấy Thiên Định sẽ sang khu thấp tầng nhá. Đấy, bên phải là tòa S205 thì các shop chân đế thì như video trước Thiên Định cũng đã lượn một vòng và tổng quan toàn bộ các phân khu tại Sapphire thì mọi người đều thấy được là cư dân về ở các cái tòa cũng như là shop house chân đế, các cái tòa về kinh doanh rất là đông và sầm uất, đúng không ạ? Ngoài ra thêm những cái tiện ích ở Vinhome Ocean Park thì có những cái tiện ích gì thì Thiên Định cũng chia sẻ nó luôn. Như bên trái của chúng ta là tiện ích của nó là bể bơi ngoài trời này. Đấy, rồi có bể bơi bốn mùa này. Thì Thiên Định cũng nói sơ qua để cho anh chị biết nhá. Những cái tiện ích của thứ nhất là về chung cư, tiện ích chung thì là gồm có bể bơi ngoài trời, bể bơi bốn mùa. Bể bơi ngoài trời thì chúng ta được miễn phí free nhá. Miễn là cư dân chúng ta có thẻ chúng ta vào chúng ta bơi miễn phí. Còn nếu như bể bơi bốn mùa thì phí là 30.000 đồng trên một người, trên một lượt. Đấy, vé tháng là 400.000 nha quý anh chị nhá, một tháng. Đấy, còn ngoài ra thế thì tiện ích gồm có những cái khu vui chơi dành cho trẻ em. Đấy, tại các cái phân khu thì có những cái khu vui chơi theo chủ đề khác nhau. Đấy, nói chung là nó rất đa dạng và phong phú. Hầu như là các cái tòa chung cư của chúng ta thì các cái ở dưới các cái chân tòa thì phía sau nội khu đều có những cái khu vui chơi dành cho trẻ em, cho nên nó rất là đẹp và nó cũng hầu như là Thiên Định thấy là buổi tối nào, chiều nào mọi người cũng đưa con em của chúng ta ra ngoài cái khu vui chơi rất là đông đúc, và nó cũng tạo nên cái môi trường cho con em của chúng ta nó khá là nhộn nhịp và sôi động, đúng không ạ? Rồi ngoài ra là gì nữa? Ngoài ra thì có biển hồ Lagoon. Biển hồ Lagoon là biển nước mặn đấy ạ. Thì là đối với cái chi phí vào ấy, thì là đối với cư dân thì là 200.000, kể cả chung cư lẫn biệt thự, nếu là cư dân thì chúng ta vào là 200.000. Còn nếu như mà không phải cư dân, chúng ta muốn bơi trải nghiệm, tắm trải nghiệm thì nó là 300.000 một người một lượt của chị nhá. Còn đối với quảng trường hay là biển hồ 24/5 ha thì hầu như được coi như là miễn phí, tại vì cũng mọi người đều có thể đi vào thoải mái nhau chị nhá. Còn ngoài ra thì có những cái khu phức hợp thể thao. Cái khu phức hợp thể thao thì tất cả cư dân, kể cả chung cư và biệt thự, thì nếu như khu chung cư ấy thì chúng ta đặt trên app VinID, tại các cái sân, tại các cái tòa chung cư thì chúng ta đặt trên app VinID thì có trống chỗ thì chúng ta đặt, thì có xác nhận trên app là chúng ta có thể là ra chơi miễn phí nhá, không mất chi phí gì cả nha anh chị nhá. Đấy, chúng ta không phải mất chi phí gì cả. Còn ngoài ra thế thì có phí gửi xe. Đối với xe ô tô ấy thì hiện tại đang là 1.250.000 trên một xe nha anh chị nhá. 1.250.000 trên một xe trên một tháng. Đây là phí gửi xe ô tô. Còn nếu như chúng ta xuống hầm ấy, hoặc là chúng ta gửi trên nhà để xe mà chúng ta chưa có vé tháng ấy, thì cứ 10.000 một giờ. Đấy, cứ 10.000 một giờ nhá. Đấy, chúng ta cứ tính lên. Đấy. Ngoài ra thì phí gửi xe máy thì là 40.000 nha,
40.000, 40.000 một một xe một tháng. Rồi còn có cả xe đạp đạp điện. Đấy thì là 25.000 một xe một tháng của anh chị nhá. Nói chung là về những cái dịch vụ thì định đánh giá là ở Vinhomotion Park cũng có đầy đủ hết tất cả những cái tiện ích dịch vụ, đặc biệt là đẳng cấp nhất là liên quan đến bơi rồi, bơi bóng đá. Đây như trước mặt của anh chúng ta đây này, trước mặt đây, trước mặt ở đây là cái tòa S207 nha chị nhá. S207 thì đối diện bên tòa S207 là có hai sân bóng đá ở đây. Đấy, nếu như có rất nhiều anh chị chúng ta chưa biết, tại vì sân bóng đá này thì được xây sau này. Đấy thì sân bóng đá này thì cũng chúng ta thì tại vì Thiên Định cũng chưa đặt sân bóng đá ở trong này thì định chưa biết được, Thiên Định sẽ tìm hiểu và giới thiệu sau cho chị nhá. Thì hiện tại thì Thiên Định thấy hai sân này mọi người vẫn đá thường xuyên, và Thiên Định cũng như bên Thiên Định là cũng hay đá bóng, nhưng mà hay đá ở sân bên trường Đại học Vinuni. Thì nếu như chúng ta đặt sân bên đấy ấy, thì là hiện tại giá vé của đặt sân là đang là 600.000 nha cô chị, 600.000 cho 60 phút. Đấy, đấy là đá bóng đá. Là những cái dịch vụ đấy. 60.000 cho 60 phút nha, 600.000 cho 60 phút. Đấy, đá tại sân của trường nào Vinuni, còn sân này thì Thiên Định chưa đá. Còn ví dụ các cái sân như sân tennis này, cầu lông, bóng chuyền, bóng rổ hay là bóng bàn thì chúng ta tất cả đều đặt trên app và free hết cho anh chị nhá. Đấy. Chúng ta đều đặt con, tại vì mỗi cư dân sẽ có một cái app dành cho cư dân đấy. Ở trong app đấy chúng ta có thể đăng nhập vào, đúng không ạ? Trước khi đăng nhập vào thì chúng ta phải có tài khoản là cái số điện thoại này, rồi mã căn này, rồi từ mã căn phải được xác nhận của chủ căn này. Đấy, nó có rất nhiều các thông tin mà chúng ta phải, rồi khi đấy thì chúng ta mới được phép đặt, chứ không phải đơn giản là ai cũng có thể tải app về mà đặt nha chị nhá. Đấy, tại vì mỗi một căn đấy nó chỉ giới hạn cho bao nhiêu app đấy thôi, bao nhiêu app và bao nhiêu kiểu như là mỗi một căn đấy nó sẽ có giới hạn là bao nhiêu thẻ cư dân nhau chị nhá. Ví dụ như không phải là sử dụng được nhiều thẻ đâu. Ví dụ như chung cư ấy, ví dụ như căn 2 ngủ bao nhiêu thẻ này, căn 3 ngủ bao nhiêu thẻ này, căn 1 ngủ bao nhiêu thẻ này. Bên phía thấp tầng cũng được, bên phía thấp tầng cũng vậy, bên phía thấp tầng là Thiên Định nhớ là một căn sẽ được là 6 thẻ cư dân. Đấy, 6 thẻ cư dân quý chị nhá. Đấy, thì chỉ có 6 thẻ là chỉ có được 6 thành viên trong gia đình, là có 6 người đấy vào để tắm biển thôi. 6 người vào để tắm cái bể bơi 4 mùa thôi. Còn ngoài ra thì được coi như là người thân của cư dân. Đấy, ngoài ra thì được coi như người thân của cư dân. Và khi ấy thì chúng ta lại phải mua vé ngoài với cái mức giá như khách ngoài cư dân là 300.000. Đấy. Đây bây giờ Thiên Định sẽ đi sang cái khu bên này là khu Sapia 1 này. Sapia 1, đây có tòa S101 này. Tòa S101 đây được vị trí rất là trung tâm, tại vì dưới chân tòa hiện tại đang có ngân hàng Techcombank, ngân hàng BIDV. Đấy, rồi có bên đối diện bên kia có S110 là có ngân hàng MB, rồi có các cái siêu thị như ở đây có làng trải mát này, rồi đối diện S210 thì có mấy cái siêu thị nữa, rồi các cái hệ thống nhà hàng, rồi siêu thị mini, rồi quán nhà hàng ăn uống cà phê cũng rất là đông đúc, tập trung ở cái khu vực này nhau chị nhá. Đây, còn bên phải của chúng ta là tiện ích của dự án Master Wonderful. Đây bên phải chúng ta đây này. Đấy, thì tiện ích ở đây là tiện ích của khu trung tâm nhá, rất là đẹp, và thường mọi người xung quanh tòa này cũng ra ngay đây chơi, rất là thích luôn, và hiện tại đang mở free nha chị nhá. Đấy, bên trái của chúng ta là tòa S108, dịch lên là S109, S110, S112, S111 thì lùi sâu vào trong. Ok, bây giờ Thiên Định sẽ đi sang khu thấp tầng. Về cái phí dịch vụ thì ở đây nó phí dịch vụ tại Vinhomotion Park của chúng ta đối với chung cư ấy thì tùy từng khu mà có phí dịch vụ khác nhau nha chị nha. Ví dụ phí dịch vụ bên khu Sapphire nó khác so với bên khu Zen Park. Đấy, phí dịch vụ bên khu Sapphire thì nó thấp hơn khu Zen Park cao cấp hơn, thì phí dịch vụ cũng cao hơn. Đấy, nó gồm có hai phí cơ, phí bên trong căn hộ và phí ngoài căn hộ. Đấy, thì nó cũng
như hiện tại thì bên Sapphire hiện tại đang được hỗ trợ đang được hỗ trợ thì phí nó hiện tại đang phải đóng là rơi tầm khoảng 8.000 nha, 8.000 đồng trên 1 mét vuông đấy. Còn bên khu Gen Park thì cao hơn, tại vì về khu chung cư thì mình không rõ lắm về cái chung cư, nhưng mà những cái điều mà Thiên Định nói ra là tất cả nó đều là chính xác của chị nhá. Còn bên khu thấp tầng ấy, khu thấp tầng thì phí dịch vụ của nó là 10 cả V là 14.000, 14.000 trên 1 mét vuông đấy, bên khu thấp tầng tính theo diện tích đất của chị nhá, không tính diện tích xây dựng mà chỉ tính diện tích đất thôi đấy. Đây, ở đây là bùng binh này, một cái bùng binh này là bùng S212, giao lộ giữa cái trục đường 52m và trục đường 30m. Và đây nó cũng là giao lộ của phân khu cao tầng, là phân khu san hô cũng như là bên khu gọi là Sapphire. Ở đây là tòa S212 đúng không ạ? Một góc của nó là tòa S212, một góc là dự án Master Drive, một góc của nó là phân khu san hô và một góc là trường đại học Vinuli nha các chị nhá. Cái vị trí này là cái bùng binh này là vị trí trung tâm của trung tâm đấy. Đấy. Và cái vị trí này thì lúc nào cũng lượng xe cộ đi lại cũng rất tấp nập. Đây, bên này là trường đại học nha, góc này là trường đại học. Đấy. Còn góc bên trái của chúng ta đây lại là phân khu san hô. Cho nên là rất là trung tâm. Đấy. Đấy, khu vực này là trung tâm và đây là ngân hàng ACB này. À, ngay đây là ngân hàng ACB này. Chúng ta đi thẳng lối này thì chúng ta sẽ ra bên bên phải của chúng là shop house san hô 16. Đây là những cái căn shop house nằm trên trục đường 52m. Đây là làn trong. Đấy. Chúng ta đi thẳng lối này chúng ta sẽ ra hồ. Nói chung là cuối tuần thì cuối tuần nào Thiên Định cũng chia sẻ và giới thiệu những cái hình ảnh về dự án với toàn thể anh chị chúng ta. Nhưng mà mỗi tuần nó lại có những cái thay đổi khác nhau, đúng không ạ? Chúng ta đều thấy nó những điều rất là đặc biệt, nó cũng chỉ có vậy thôi, nhưng mà lần nào đi cũng cảm xúc khác nhau, lần nào đi cảnh quan cũng khác nhau, lần nào đi cũng có những cái gì đấy nó khác so với những lần trước đấy. Đấy, ví dụ như hôm nay mọi người đang tập trung ra bãi bãi cát này, đấy, chị nhìn đó. À, toàn các bạn trẻ luôn tập trung ra bãi cát đấy, đi chơi chụp ảnh check in đúng không ạ, rất là vui luôn các chị ạ. Trục này là bên phải của chúng ta là những cái căn mặt hồ tại phân khu san hô nhá. Phân khu san hô này thì là có vị trí rất đẹp gần với khu chung cư, gần trường đại học. Bên trái của chúng ta là hồ điều hòa rồi. Và những căn nằm trên mặt trục này thì diện tích vừa phải rồi, những cái căn góc diện tích cũng chỉ tầm từ 201 đến 224 m. À, giá hiện tại của nó đang dao động từ tầm từ 65 đến 75 đến 80 tỷ nhá. 80 tỷ thì là những cái căn có diện tích 270 nằm trên vị trí dịch lên trên một xíu, còn những cái căn góc đầu này ấy, thì nó đang có diện tích từ 201 đến 224 thì giá đang bán từ 65 đến 75 tỷ của chị nhá. Thì những cái căn này có những cái điều đặc biệt, đó là view bên trái của nó là view trực diện mặt hồ, biển hồ 24,5 ha. Đây là biển hồ nước ngọt đấy, biển hồ nước ngọt nhân tạo lớn nhất thế giới đấy của chị nhìn cô nhỉ. Tại vì sao ở thế giới làm gì có những cái bãi cát trắng tự gọi là nhân tạo đẹp như này đúng không ạ? Tất cả cái này được chủ đầu tư lấy từ Nha Trang, cát trắng lấy từ Nha Trang, trồng lên những dạng dừa xanh đúng không ạ? Lắp lên những cái tấm kính chắn để tránh cho cát của chúng ta bay vào căn biệt thự này. Đấy, trông rất là đẹp và rất là thoáng luôn nha chị nhá. Hồ này được chủ đầu tư xây dựng từ năm 2016, năm 2017. Năm 2017 là gần hầu như là cái thời điểm mở bán ấy, là hầu như đã là hoàn thành rồi. Thời điểm đây là cái thời điểm mà chủ đầu tư đã cho câu cá rồi, câu cá trải nghiệm rồi. Cái thời điểm ban đầu khi mở bán thì Thiên Định lúc đấy còn đang đi câu cá ở hồ đấy, rất nhiều cá luôn nha. Cá ở đây thì cá được chủ đầu tư thả xuống một năm mà thả 50 tấn cá chị ạ. Và cái thời điểm lúc đầu tiên mở bán đấy, lúc đấy trải nghiệm câu cá thì câu rất là nhiều cá, tại vì cái thời điểm này là thời điểm ban đầu. À, đến bây giờ thì câu nó khó hơn, à, cũng thời điểm thì cũng không biết lý do gì, nhưng mà có thể là
chắc chắn nó cũng không thể câu nhiều như vậy được, tại vì cái số lượng câu lên nó cũng không đáng bao nhiêu cả, mà một năm thả đến 50 tấn cá không chị ạ. Đấy. Thì đây bên trái của chúng ta là vườn nướng BBQ Hồ Ngọc Trai nhá. Hiện tại thì nếu là cư dân của thấp tầng thì chúng ta đăng ký trên app, đăng ký tất cả đều là bếp nướng này là miễn phí nhá. Đối với cao tầng thì khác, cao tầng thì nếu như vào cao tầng bên khu Ruby ấy, ở bên khu Ruby thì cao cấp hơn thì được miễn phí đối với vườn nướng BBQ Hồ San Hô. Nhưng đối với khu cao tầng bên Sapphire chúng ta lại phải mất chi phí là 200.000 trên một bếp nướng nha chị nhá. Tùy từng phân khu nó lại có cái sự phân biệt như vậy, tại vì là Ruby giá của nó cao hơn và tiện ích của nó thì được xác định là cao cấp hơn, chính vì vậy mà chủ đầu tư lại đưa ra. Cho nên là hầu như là hiện tại thì chung cư Sapphire mọi người đang bán ra, kiểu như những người đã mua vào bán ra đang bán với mức giá gọi là tương đương bằng giá mua vào, và hiện tại là cái chung cư Sapphire nó không tăng giá được. Chính vì vậy mình chúng ta thấy được là những cái tiện ích của bên khu Sapphire nó cũng hạn chế hơn rất là nhiều so với khu Zen Park, khu Ruby, đúng không ạ? Đây, đi đến đoạn này là chúng ta ra đến bên phải của chúng ta là Cà Phê Cộng này, một trong những cái quán cà phê có vị trí rất là đắc địa, nằm ngay góc hồ 245A. Còn đây là trục đường Hải Âu 01, trục đường với những cái căn biệt thự và đơn lập shop house, view trực diện mặt hồ, view quảng trường, view biển nước mặn. Những cái căn này có diện tích 280m. Hiện tại những cái căn dọc trục này có những căn đang chào bán lên đến cả 100 tỷ một căn nhé. Mặt tiền 14m, diện tích xây dựng chỉ 107 đến 117m tùy từng khoảng thôi. Thì rẻ nhất trên trục đường này hiện tại đang có căn là 75 tỷ. Còn đâu là giá cũng đang được chào từ 80 đến 100 tỷ. Có những cái căn góc lên đến 120, 130 tỷ. Đến 178, 180 tỷ không chị nhỉ? Đấy. Đối với những cái khách hàng mua thời điểm đầu ấy, thì cái mức giá của nó chỉ rơi tầm đâu đó, những cái căn mặt hồ này nó chỉ rơi tầm khoảng từ rẻ thì nếu chúng ta mua thời điểm ban đầu thì nó chỉ rơi tầm khoảng loanh quanh trên dưới 30 tỷ. Đấy, từ 27 đến 30, 33, sau đấy là những cái căn được bán cuối cùng của Techcombank ôm lại bán sau cùng, đó là với giá là 41 tỷ chiết khấu sau giá còn 39 tỷ quý chị nhá. Đấy là những cái căn sau cùng của chủ đầu tư được bán với mức giá cao nhất sau cùng là 39 tỷ. Và hiện tại mức giá của nó đang giao dịch cái thời điểm chốt nó đã giao dịch lên tầm 80 tỷ rồi. Nhìn thế là quý vị chúng ta thấy được là những cái sản phẩm ở đây với cái mức tăng giá rất là cao, đúng không ạ? Giờ chúng ta thử chia ra xem mét vuông xem 280m, đúng không ạ? Chúng ta chia ra thì cái mức giá đối với những cái căn mà mặt hồ như này, số lượng căn nó cực kỳ hiếm như này, mà chúng ta chia ra mức giá nó đâu phải là đắt quá đâu, đúng không chị? Những cái hàng này là những cái hàng limited, cả cái dãy Hải Âu 1 này nó chỉ có 76 căn thôi nhá, 76 căn Hải Âu 1 của chị ạ. Nếu chúng ta muốn sở hữu cho mình một trong 76 căn này thì hãy liên hệ trực tiếp với Thiên Định nha. Có những hàng, có những căn đang chủ nhà đang cực kỳ thiện chí muốn bán. Đây, còn đây là quảng trường. Quảng trường Cá Voi. Hôm nay mọi người tới chủ nhật chắc chơi rất là đông luôn. Mọi người tới rất là đông nha. Tí nữa Thiên Định sẽ vào và quay review cho anh chị xem. Đấy, hôm nay biển nước mặn cũng rất là đông luôn. Đây thì mình sẽ cầm cái điện thoại ra này. Đây. Hôm nay mọi người đang biển nước mặn cũng rất là đông này. Hiện tại thì biển nước mặn ấy thì hiện tại là chủ đầu tư đang tổ chức những cái chuỗi tri ân khách hàng đấy ạ. Summer Dream, cho nên là ai mà có vé mời ấy, hoặc là cư dân mà hiện tại đang có vé mời thì chúng ta sẽ vào bơi miễn phí nhá. Bơi và sử dụng những cái tiện ích miễn phí. Còn nếu như không phải cư dân và không có những cái vé mời thì phí chúng ta vào vẫn là 300.000 trên một người trên một lượt. Chúng ta mua vé trực tiếp
tại quầy bán vé, tại lối vào. Biển nước mặn này là nước 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 là nước mặn luôn nha anh chị nha. Và cái hệ thống nước này thì được chủ đầu tư hòa muối nha, hòa muối. Đấy, theo một cái công nghệ hòa muối của chủ đầu tư nha. Đấy, chứ cũng không phải là nước lấy từ biển vào đây mà được chủ đầu tư hòa muối, nhưng mà hòa với cái công nghệ hòa, chứ không phải đơn giản là chúng ta lấy nước muối chúng ta hòa bình thường đâu. Tại vì để mà hòa được một cái lượng nước như này đâu phải đơn giản đâu anh chị. Đi ra ngoài đây là chúng ta đi ra đến trung tâm thương mại Vincom Megamall Ocean Park. Trung tâm thương mại thì nằm ngay trên phân khu sao biển. Đây, đến đây là chúng ta đi hết phân khu Hải Âu này. Bên trái là chúng ta ra phân khu sao biển này. Phân khu sao biển có vị trí kết nối cũng khá là đẹp, nằm trên tất cả những cái tiện ích đẳng cấp nhất tại dự án Vinhomes Ocean Park. Đặc biệt là trung tâm thương mại, biển hồ 24,5 ha, biển nước mặn, đúng không ạ? Hiện tại là sắp đến rằm trung thu đây, đã có những cái gian hàng bán bánh trung thu. Đấy, bên trái của chúng ta đây là, bên trái của chúng ta đây là, đây cũng chỉ là những cái căn thương mại dịch vụ 50 năm thôi chị nhá. Đây, bên này cũng chỉ là những cái căn thương mại dịch vụ 50 năm thôi nhé. Đấy, đối diện với trung tâm thương mại. Hiện tại ở đây cũng đang có mấy căn đang chuyển nhượng nhau chị nhá. Để dịch tên tên thì chúng ta sẽ nhìn bên trái sẽ biển nước mặn. Và cái phân khu sạo biển nó giáp ngay với những các cái tiện ích. Như bên phải của chúng ta là đây, cái lối này bên lối bên này là có sạc điện này, chủ đầu tư cũng vừa mới làm này. Còn đây là bên xe buýt này. Bên xe buýt điện. Đấy, hai bên xe buýt điện bên này và bên này. Đấy, ở đây là vị trí này cũng rất là trung tâm này. Đấy, chúng ta nhìn xa xa bên đây có quán cà phê Highland Coffee cũng rất là đông luôn, mọi người luôn tụ tập ở đây uống cà phê cuối tuần rất đông luôn. Đấy, cà phê bên này lúc nào kín xe. Highland thì mọi người kiểu như là thường rơi trĩa vào uống rất là đông. Chúng ta biết được cái căn Highland Coffee diện tích có 270 m và diện tích xây dựng có 82 m thôi chị nhá. Diện tích xây dựng có 82 m và giá thời điểm ban đầu mà bán nó chỉ rơi tầm hơn 20 tỷ thôi. Đấy, loanh quanh đâu đó tầm 25 tỷ. Kể cho cả chênh, trên định tính cả chênh. Mà bây giờ giá của nó rất là cao. Thời điểm mà cách năm bao nhiêu nhỉ? Năm 2020 ấy ra chủ đang mua với mức giá tầm khoảng hơn 60 tỷ. Và bây giờ chắc rơi tầm khoảng hơn 100 tỷ, tầm khoảng 150 tỷ thôi chị nhá. Nhưng mà đây là định giá thôi, định giá theo cái mức giá thị trường một số căn đang chào thôi, chứ cũng chưa có mức giao dịch như vậy. Đấy. Nhưng mà thực ra là một cái vị trí cực kỳ đẹp. Diện tích không phải ấy nhưng mà nó view nước mặn, mà đặc biệt là Highland Coffee nó đậu tại đấy thì hiện tại nó được thu hút khách hàng rất là nhiều. Và nói đến căn biệt thự đấy là nó cũng có một cái lộ trình kiểu như là mua bán nó cực kỳ khủng hoảng luôn, tại vì nó tăng giá cực kỳ ác. Nên các bạn sale như Thiên Định thì hầu như mọi người đều biết được kiểu như cái lộ trình tăng giá của nó, nó mua bán như nào, thì mọi người nhìn vào cái căn đấy mà mọi người thấy được cái lợi nhuận, cái tỷ suất lợi nhuận nó cực kỳ cao này. Rồi chúng ta mà muốn ra quảng trường ấy thì chúng ta phải để xe ở đây. Giờ Thiên Định sẽ để xe ở đây và video sau Thiên Định sẽ review cho chị xem nhé. Ok, Thiên Định xin chào và hẹn gặp lại toàn thể anh chị ở những video tiếp theo. Xin chúc anh chị chúng ta cũng ngày một cuối tuần vui vẻ hạnh phúc bên người thân và bên gia đình, và hãy nhớ nút đăng ký theo dõi video sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào.